Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tinh Anh nha. Thì hiện tại em Hậu đang có mặt tại đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Và sau lưng em Hậu đây á là cái hướng này quý cô chú anh chị mình sẽ đi về là Trí Huệ Cung, ao Thất Bửu. Và cái con đường này là quý anh chị là con đường 95 Trường Đông. Nó đường là 95 Nguyễn Linh nhưng mà nó có cái tên là đường Trường Đông luôn nha quý chị. Đó, và cái con đường này là một cái con đường nối giữa đường quốc lộ 22 và chúng ta nói về xã Trường Hòa luôn, rồi đi về thị trấn Hòa Thành cũng như ra thành phố Tây Ninh. Và hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây để gợi ý đến quý cô chú anh chị mình một cái bất động sản vô cùng giá trị, hai mặt tiền. Đó. Và ở đây á quý cô chú anh chị mình đi theo hướng này là mình sẽ đi về là chợ Trường Lưu nè, trường tiểu học Nguyễn Thái Bình cũng như là Ủy ban nhân dân xã Trường Đông. Đó. Và ở đây á là đường số 97 Nguyễn Văn Linh luôn nha quý anh chị. Và cái bất động sản mà em Hậu muốn gửi đến quý cô chú anh chị á là một cái căn nhà bé bé xinh xinh. Đó, quý anh chị mình về đây thì anh chủ đất sẽ là gọi là bán đất tặng quý anh chị một cái căn nhà bé này luôn. Đó. Với mức giá cũng rất chi là hợp lý. Thì với cô chú anh chị nào mà mình yêu thích những cái bất động sản ở khu vực Trường Đông này và mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh thì đây cũng là một cái bất động sản mà có lẽ quý anh chị mình có thể là quan tâm. Đó. Mặt tiền ở phía trước nó rất là bé, 3,5 m thôi. Nói bé, rất là bé, nhưng mà đó là cái khoảng sân, nhưng mà nó vô phía trong và nở hậu ra cực kỳ đẹp, tới 7 m luôn nha quý anh chị. Đó. Ở đằng sau là 7,2 m, ở đằng trước là 3,5 m. Đó. Hai mặt tiền, một mặt tiền là đường Nguyễn Văn Linh và con đường này là một con đường 10 m. Đó. Hiện tại á, là như quý anh chị thấy á, là đường là đang là đường đất nhưng mà cũng có lộ giới là 10 m, thì sắp tới cũng là sẽ được lên nhựa nha. Đó, đất của chúng ta là sẽ được kéo dài ra tới phía sau luôn quý anh chị. Ở đây là có hàng rào ở sau ha. Đó, đây thì cái là cái toilet riêng ở ngoài. Thì khi mà quý cô chú anh chị nào mà mình về đây mình ưng bụng thì anh chủ đất á ảnh cũng sẽ bàn giao ranh móc rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình. Như quý anh chị mình thấy nè, bên hông ngôi nhà này chúng ta xây nè, thì cái phong cách thì nó cũng hơi cổ điển một tí. Đó. Nhưng mà được cái là hai mặt tiền, gần chợ nữa. Quý cô chú anh chị mình tìm một cái bất động sản mà hai mặt tiền có thể buôn bán được thì đây cũng là một sự lựa chọn ha. Đó. Vì đây mình đi tới chợ á, là chỉ mất của quý anh chị có 500-600 m thôi. Ở đây là có là thánh thất nè, có điện thờ Phật mẫu của xã Trường Đông. Đó. Và cái con đường Nguyễn Văn Linh này là một cái con đường nối giữa các xã. Đó. Gọi là cũng giống như là một cái con đường liên xã mà cũng gọi là liên huyện luôn nha quý anh chị. Vì lộ giới của cái con đường này á là tới 30 m luôn. Đó, quý anh chị mình đây mà mình đi ra quốc lộ 22 rồi vào đây á, là mình đi đường Trường Đông vô là cũng được. Đó. Đây mình đi đẳng nè. Ngay cái đèn xe đèn đỏ xa xa á, là quý anh chị mình thấy á, là sẽ là Ủy ban nhân dân xã Trường Đông ha. Đó. Còn ở đây là cái căn nhà của chúng ta nè quý anh chị. Phía trước thì cũng có lót gạch nền. Đó. Thì anh chủ á, là nhà thì trồng rất là nhiều cái cây dị thuốc nam. Đó. Đây thì có mái hiên cho quý anh chị mình nè. Đó. Và nhà thì ở trong thì cũng đã xây lâu nên mình không có thể nào mình đòi hỏi là theo những cái căn nhà mới hiện tại bây giờ. Đó. Thì gạch thì cũng là lót gạch cho quý anh chị nè, trần gạch cao trần thả ha. Đó. Ở đây thì nhà thì mình về thì gọi là anh chủ tặng cho quý anh chị mà, nên mình về thì mình có thể sửa sang một tí xíu. Đấy.
căn này thì nó nằm sát ngay chợ nên quý cô chú anh chị mình đi thuận tiện là cho mình ha, mình muốn buôn bán gì đó ở chợ đâu á thì mình đi nó cũng tiện cho mình đấy. Thì em xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này để cho quý anh chị mình tham khảo ha. Này, ở đây á em Hậu có cái bản sao ha. Thửa đất của chúng ta là 195 tờ bản đồ số 8 nè. Địa chỉ là ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, bây giờ là thị xã Hòa Thành đó quý anh chị. Tổng diện tích á là 112,8 mét vuông nè. Đất ở nông thôn ở đây chúng ta sẽ có là 101 mét vuông, còn lại là đất cây lâu năm. Đó. Ở đây quý anh chị mình thấy mình sẽ có là tiêm đường Nguyễn Văn Linh. Đó. Mỗi bên là 15 mét là 30 mét nè quý anh chị. Con đường 10 mét. Ở đây chúng ta sẽ có là chiều ngang là 3 mét rưỡi nè. Ở đằng sau nữa hậu ra là 7 mét 2. Chiều dài của từng cạnh, cái cạnh bên đây là 20 mét 6. Ở bên đây là 22 mét 6. Đó, nhà chúng ta là quay về hướng Bắc ha. Ý hướng Tây. Tây Đa, Tây Nam. Đó. Thì với một cái căn nhà, một cái bất động sản hai mặt tiền đó, thuộc là xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, và có hai mặt tiền đường, thì anh chủ anh sẽ gửi đến quý cô chú anh chị gần xa mình đó, với một cái mức giá là 2 tỷ 500 triệu. Với mức giá 2 tỷ 500 triệu thì quý cô chú anh chị mình có thể sở hữu được một cái bất động sản tại khu vực xã Trường Đông này, gần Trí Huệ Cung, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban nhân dân xã. Đó. Mặt tiền này á, thì mình kinh doanh buôn bán quán ăn này kia nọ cũng rất là tuyệt vời. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào mà yêu thích cái bất động sản này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi tham quan cái bất động sản này nha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi nhận quay. Bây giờ từ vị trí cái bất động sản, em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình đi tham quan xung quanh cái khu vực này ha. Đây thì bà con mình buôn bán cũng rất là nhiều, vì cái đoạn này là ngay chợ nên cũng có rất là nhiều quán xá, cà phê, quán ăn. Quý cô chú anh chị mình về đây thì có thể mình bán ăn sáng rồi cũng rất là dễ, tại vì đường thì đường lớn mà đây gần trường học, gần chợ rồi đó, bà con đi lại cũng rất là nhiều ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cây xăng kim thủy ha quý chị. Đây thì chúng ta sẽ đến là ngay chỗ đền thờ Phật Mẫu nè và thánh thất của xã Trường Đông, rất là gần ha. Bên đây mẫu và đây chúng ta là cái đường này là đi vô chợ nè quý chị, trường học ở trong đó ha, trường mẫu giáo rồi luôn, nhà văn hóa của xã Trường Đông thì cũng ở đây luôn. Bên tay phải em đây là ủy ban nhân dân xã Trường Đông nè quý chị, và cái ngã tư đèn xanh này á, là xanh đỏ này á, là quý cô chú anh chị mình á, là đi ra là cái đường này là đường Nguyễn Lương Bằng nha, để đi ra đường quốc lộ 22B nha quý chị. Đó. Đây con đường này ra quốc lộ 22B nè. Dân cư bà con buôn bán rất là nhiều ha. Và đây là cũng là một cái con đường để chúng ta chạy vào chợ nè. Em Hậu sẽ đi vô chợ cho quý anh chị mình thấy được cái đường xá, rồi bắt đầu mình đi ra, mình vòng ra ngoài lại ha. Ở đây là cái cổng của trường mẫu giáo là ngay chỗ này luôn. Thì trạm y tế xã là cũng sát bên. Đây trường mầm non Ánh Sao hả quý chị. Nói chung là ở đây thì quý cô chú anh chị mình có một cái bất động sản mà sát chợ, thuận tiện mọi thứ, mình đi lại mình cái gì cũng tiện hết. Đây là đường vô chợ
của Trường Lưu nè. À, đây là chợ Trường Lưu, là cái đường mà hồi nãy em Hậu có quay cho quý anh chị mình xem á, rất là gần luôn ha. Đây, bà con buôn bán ngay chợ mà suốt luôn, từ sáng tới chiều luôn nha quý anh chị. Và bây giờ em Hậu sẽ đi quay lại để cho quý anh chị mình thấy được cái đường từ chợ mà mình đi tới ngay chỗ bất động sản của chúng ta, cũng như là về hướng ao Thác Bủ ha. Con buôn bán đây cũng rất là nhiều. Nhà mình mà quý anh chị mình đi là chợ là sát bên, chỉ có vài trăm mét thôi. Con cái mình đi học á cũng gần luôn. Bên tay trái em Hậu đây á là trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình. Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình. Còn bên đây là sân vận động và nhà văn hóa xã Trường Đông. Cái con đường này là con đường mà hồi nãy em Hậu có hướng dẫn cho quý anh chị đây à. Bây giờ mình quẹo trái để mình về cái khu vực bất động sản của chúng ta ha. Xã Trường Đông á là đã được đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi nha quý anh chị. Nên các con đường ở đây á là bà con cũng đang được chuẩn bị là lên nhựa hết rồi. À, chỉ còn một vài con đường nữa thôi thì sắp tới thì cũng sẽ được triển khai thôi quý chị. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình những cái bất động sản mới vào 7 giờ sáng hàng ngày đó, nên quý cô chú anh chị mình có thể ngồi tại nhà mở kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh để mà mình có thể xem những cái video, và để không bỏ lỡ những cái video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh như là những cơ hội đầu tư, thì quý cô chú anh chị mình có thể đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem để mà có thể cập nhật những cái thông tin về bất động sản ha. Thì hồi nãy mình vừa đi qua là cái bất động sản của chúng ta nè quý anh chị, và phía trước á là sẽ là ao Thác Bủ và chùa Trí Huệ. Đây là một trong những cái địa điểm tham quan của những cô chú anh chị mình ở gần xa khi mà đến Tây Ninh. Thì khi đến đây thì thường mình sẽ là đi tham quan là khu du lịch của Bà Đen, chùa Tòa Thánh, chùa Trí Giác Cung và Trí Huệ Cung. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có là ao Thác Bủ, một trong những cái địa điểm du lịch tâm linh khi bà con mình đến với Tây Ninh. Đây là ao Thác Bủ nha quý anh chị. Khách thập phương bà con cũng tới đây cũng tham quan cũng rất là nhiều ha. Và đây á, là Trí Giác Cô, đây là không phải là Trí Giác Cung, em không nói lộn, đây là Trí Huệ Cung. Đấy. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Thì, video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.